Kính chào quý vị đã đến với hồ sơ vụ án trên kênh truyền thông chuyên biệt của chúng tôi. Thưa quý vị, bán anh em xa, mùa láng giềng gần. Tình cảm giữa những người hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, lúc nào cũng xứng đáng được trân trọng, giữ gìn. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách giữ gìn mối quan hệ đó. Đôi khi, chỉ vì những mâu thuẫn không thể hóa giải, thành lời mà những người hàng xóm thân thiết lại bỗng chốc trở thành kẻ thù đòi mạng. Vâng, đây là câu chuyện đã xảy ra ở Đồng Xoài, Bình Phước. Một nữ dược sĩ đã đổ hẳn thuốc sâu xuống giếng để làm hại cả gia đình nhà hàng xóm. Mà nguyên nhân thì cũng chỉ vì những mâu thuẫn thường nhật nhỏ nhặt với nhau. Vào ngày 23 tháng 8, Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Thị Ngọc Chiến, sinh năm 1980, ngụ tại phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, để điều tra và làm rõ hành vi giết người. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang tiến hành giám định các mẫu nước để làm rõ hàm lượng thuốc sâu mà Chiến đã bỏ xuống nhà hàng xóm. Theo điều tra ban đầu, lúc 20 giờ ngày 20 tháng 8, chị Nga đã sử dụng nguồn nước giếng trong nhà vệ sinh trước khi đi ngủ, thì bỗng ngửi thấy mùi hôi lạ thường. Tuy nhiên, chị vẫn sử dụng như thường ngày. Sau đó, chị đã đem sự việc này kể lại cho chồng là anh Giang Quý Đôn, nghĩ rằng do động vật đã chết ở dưới kia, anh Đôn và chị Nga không để ý đến. Bởi lẽ trước đó cũng từng có động vật rơi xuống rồi chết thối ở dưới giếng và gia đình chị đã dùng mọi biện pháp để khắc phục. Mặt khác, trời tối nên phải chờ đến ngày hôm sau thì chồng chị mới có thể kiểm tra được nguồn nước. Sáng ngày hôm sau, chị Nga thức dậy giặt đồ thì phát hiện trong nhà nồng nặc mùi thuốc sâu. Tuy nhiên, đến 10 giờ cùng ngày, các thành viên trong gia đình chị Nga cũng có những biểu hiện đau bụng, nhức đầu, da mần đỏ. Toàn thân và mặt của chị Nga bị dị ứng đỏ đầy mặt. Cùng lúc này thì anh Giang Quý Đôn, chồng của chị Nga, cũng liên tục bị ngộ độc, nôn ói. Sau khi kiểm tra, gia đình đã phát hiện thủ phạm bắt nguồn từ giếng, nên đã mở nắp giếng kiểm tra và phát hiện ra từ dưới giếng bốc lên một mùi nồng nặc của mùi thuốc trừ sâu, mặt nước thì có sùi bọt màu trắng. Thấy vậy, cả gia đình đã gọi điện thoại báo cho công an, đồng thời đưa chị Nga, anh Đôn đi bệnh viện để cấp cứu. Nhận được tin báo, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã nhanh chóng phối hợp cùng với đội kỹ thuật hình sự công an thị xã Đồng Xoài tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy tìm thủ phạm. Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được, các điều tra viên nhận định thủ phạm có mối quan hệ với gia đình của nạn nhân nên mới có thể gây án. Nguyên nhân gây án có thể là do mâu thuẫn trong làm ăn hoặc sinh hoạt. Quan sát, đánh giá hiện trường và lời khai của gia đình chị Nga, cơ quan điều tra đã tập trung theo hướng tìm hiểu nguyên nhân mâu thuẫn trong sinh hoạt của gia đình này với bà con lối xóm trong thời gian gần đây. Người hàng xóm giáp vách Phạm Thị Ngọc Chiến đã được các trinh sát đưa vào tầm ngắm. Để tránh bắt oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm, các anh cũng không loại trừ khả năng có đối tượng khác đã treo hàng rào phía sau nhà chị Chiến, rồi đổ thuốc sâu vào ống xông hơi xuống giếng nhà chị Nga. Tuy nhiên, qua thu thập các chứng cứ, bước đầu cơ quan công an xác định chính Chiến là thủ phạm gây ra vụ đầu độc trên. Sau khi trưng cầu giám định độc chất, công an đã ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nữ dược sĩ Phạm Thị Ngọc Chiến về hành vi giết người. Tối ngày 6 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã xác nhận thông tin này. Nữ dược sĩ Phạm Thị Ngọc Chiến, 38 tuổi, cũng là chủ quầy thuốc Tây Tường Vi trên đường Lê Duẩn, khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài. Tại cơ quan công an, Chiến đã khai nhận do mâu thuẫn từ trước nên vào tối ngày 19 tháng 8, lợi dụng giếng nước của nhà anh Đôn có ống thông sang phía sau nhà Chiến, nên nữ dược sĩ này đã dùng một chai thuốc tẩy và một chai thuốc trừ sâu trộn với nước, rồi đổ vào đường ống dẫn xuống giếng của gia đình chị Nga. Cụ thể, vào đầu tháng 8 năm 2015, thấy chị Lê Thị Nga và các thành viên trong gia đình thường phơi quần áo, rẻ lau phía trước nhà, cạnh quầy thuốc tây Tường Vi của Chiến. Hơn nữa, chị Nga còn cho con ruột thường xuyên đi vệ sinh trên vỉa hè trước quầy thuốc. Do đó, quầy thuốc mỗi ngày đều trở nên vắng vẻ vì bị che khuất tầm nhìn của khách. Thấy vậy, nhiều khách hàng đến mua thuốc đều có phản ánh và Chiến phải vất vả đi dọn dẹp vệ sinh. Từ đó, chị ta đã cảm thấy bực mình với hàng xóm đáng ghét này. Sau những lần thấy ngứa mắt, Chiến cũng đã góp ý với gia đình của chị Nga. Nhưng gia đình của chị Nga lại phớt lờ và mâu thuẫn giữa hai bên mỗi ngày một căng thẳng. Mâu thuẫn đã leo lên đến đỉnh điểm khi vào sáng ngày 19 tháng 8, trong lúc Chiến đang bán thuốc, thì bà Nga lại mang quần áo ra khu vực vỉa hè, đoạn giáp ranh với quầy thuốc tây phơi, khiến cho chị điên tiết và nảy sinh ra ý định làm hại cả gia đình hàng xóm này. Đến khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 8,
Chiến đi vệ sinh phía sau nhà thì thấy chuột đào phá hang ở khu vực vườn rau của mình. Chiến đã định lấy cuốc lấp hang chuột, lấy thuốc trừ sâu xịt trừ sâu cho rau. Chị ta tìm thấy lọ thuốc trừ sâu mua trước đó tại tiệm thuốc bảo vệ thực vật trên đường DT741 thuộc thị xã Đồng Xoài và đã sử dụng bên trong còn khoảng 5-10ml. Chiến dự định dùng chai thuốc trừ sâu này đổ vào ống nhựa thông hơi giếng nước của gia đình chị Nga. Mục đích là khiến cho gia đình chị Nga không thể sử dụng được nguồn nước. Do đó, Chiến đã đổ nước vào 1/3 thau nước, rồi đổ thuốc trừ sâu vào trong. Tiếp tục lấy khoảng 10ml thuốc tẩy, đổ vào hòa lẫn, rồi đem đổ tất cả xuống giếng nhà chị Nga. Để tránh bị phát hiện ra, Chiến đã dùng nước rửa sạch ống nhựa. Xong việc, Chiến lấy bao ni lông, bọc chai thuốc và khẩu trang cho vào thùng rác. Lấy nước rửa chén rửa sạch dấu vết. Về động cơ đầu thú, Chiến đã nói rằng do gia đình chị Nga đã phát hiện ra toàn bộ sự việc nên chị ta mới ra đầu thú với cơ quan công an để mong có thể sớm nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Phạm Thị Ngọc Chiến đã cầu xin gia đình chị Nga và người thân hãy tha thứ cho lỗi lầm mà chị ta đã gây ra. Từ lời khai của Chiến, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở của đối tượng này và đã thu giữ được một thau màu đỏ, một chai nước tẩy hiệu Javel. Vụ án đã khép lại, thế nhưng những bài học cảnh tình thì vẫn còn đó. Đôi khi chỉ vì những mâu thuẫn không thể nào hóa giải thành lời, mà những người hàng xóm thân thiết lại bỗng chốc trở thành kẻ thù đòi mạng lẫn nhau. Có câu nói, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Tình cảm giữa những người hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau lúc nào cũng xứng đáng được trân trọng và giữ gìn. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách giữ gìn mối quan hệ này. Đôi khi chỉ vì những mâu thuẫn, những tranh cãi vô cùng nhỏ nhặt, mà đã khiến cho con người ta có thể trở mặt từ bạn thành thù. Nói về đối tượng Chiến, học ngành y là để cứu người. Nhưng đối với Chiến, những kiến thức y khoa không được chị ta áp dụng trong việc cứu chữa, bán thuốc cho bệnh nhân, mà là sử dụng để ra tay hãm hại đầu độc nhà hàng xóm. Rất may là trong vụ việc trên, không có thương vong về người. Thế nhưng điều này xảy ra lại nằm ngoài dự đoán của bị cáo. Do đó, bản án từ pháp luật vẫn sẽ được tuyên đối với Chiến, và chị ta sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của mình sau song sắt của trại giam. Những dằn vặt từ bản án lương tâm cũng sẽ đeo đuổi chị ta suốt những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Hy vọng rằng vụ việc này sẽ là một lời cảnh tỉnh đến tất cả mọi người. Mâu thuẫn thì luôn luôn có, nhưng giải quyết nó như thế nào để có thể vừa trọn vẹn, vừa không gây ra những hành động tổn hại đến người khác, lẫn đẩy chính mình vào con đường cùng của tội ác. Và điều quan trọng nhất trên đời này vẫn là giữ sự bình tĩnh, giữ sự thiện lương, dùng lời nói chứ đừng dùng hành động. Thưa quý vị, học ngành y là để cứu người, nhưng lại có những con người dùng kiến thức y khoa để giắc tâm, làm điều xấu thì thật không thể chấp nhận được. Bản án thích đáng đang chờ đợi Chiến, và đó cũng là bài học dành cho tất cả chúng ta. Mâu thuẫn thì luôn luôn có, nhưng giải quyết nó như thế nào để có thể vừa trọn vẹn, vừa không gây ra những hành động tổn hại đến người khác thì thật là khó khăn. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.